Nào, hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu với nhau một cách chi tiết hơn về nhóm lệnh Transform. Ngay buổi đầu khi mà demo cái bài tập đầu bếp rau củ thì chúng ta đã đụng chạm tới cái lệnh Transform trong cái thao tác để mà dựng hình. Đấy là xoay, lật. Thì Transform thì nó có nhiều cái thao tác hơn như thế nữa, nhưng vì hôm trước thì chúng ta mới chỉ liên quan tới bài, chúng ta mới chỉ giới thiệu những cái gì mà liên quan tới cái thao tác dựng cái bài nó thôi. Thì hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu nốt chu trình hết tất cả các cái phần liên quan trong cái nhóm lệnh Transform. Transform thì đấy là những cái lệnh mà nó giúp cho chúng ta có thể là xoay lật, rồi thì có kéo làm biến dạng một cái đối tượng vùng chọn, một cái đối tượng vùng ảnh. Trong ví dụ này chẳng hạn, tôi có thể là nhân bản lên, tôi tạo ra một cái bản sao. Chúng ta lấy tất cả những cái thành phần mà của thằng đầu bếp thôi, xóa bỏ tất cả những cái phần nền ra ngoài. Ở đây chúng ta sẽ có một cái đối tượng như thế này. Bây giờ chúng ta làm quen với lệnh transform. Lệnh transform thì bao gồm những thứ như thế này. Và menu edit transform chúng ta có lần lượt các lệnh như sau: scale, rotate, skew, distort, perspective, wrap, rotate 180 độ, rotate 90 độ xuôi chiều kim đồng hồ, rotate 90 độ ngược chiều kim đồng hồ, lật theo chiều ngang và lật theo chiều đứng. Đấy là tất cả các lệnh mà chúng ta có thể làm việc ở trong nhóm lệnh transform trong menu edit. Đầu tiên là scale. Khi chúng ta nhấn lệnh thì cái layer mà chúng ta đang chọn hoặc cái đối tượng chúng ta đang chọn sẽ được xuất hiện những cái tay nắm điều khiển như thế này, và bằng cách là bấm vào một trong các tay nắm điều khiển, chúng ta có thể co duỗi và làm thay đổi kích thước của đối tượng. Nếu như chúng ta bấm vào các tay nắm điều khiển ở giữa, ở cạnh đỉnh hoặc đáy của đối tượng, thì chúng ta có thể là tăng hoặc giảm chiều cao của cái đối tượng đang được điều chỉnh. Sau khi mà chúng ta co kéo đạt được tới vị trí kích thước mà chúng ta mong muốn, nhấn Enter hoặc kích đúp chuột hoặc là bấm vào nút lệnh Commit ở trên thanh Option thì sẽ xác nhận cái thao tác điều chỉnh đến đây là kết thúc và nó sẽ nhận kích thước mới. Nếu chúng ta sử dụng cái thao tác kéo ngang thì bên hông trái hoặc bên hông phải thì chúng ta sẽ co duỗi tỷ lệ chiều rộng của đối tượng. Tất nhiên làm xong thì cũng kết thúc thao tác bằng một trong ba cái cách mà chúng ta vừa mới nói, đúng không? Nhấp đúp chuột Enter hoặc bấm vào nút Commit ở phía trên. Thế còn trong trường hợp mà chúng ta kéo vào góc thì sao? Chúng ta kéo vào góc thì cùng một lúc chúng ta có thể thay đổi cả hai chiều, cả chiều rộng lẫn chiều cao của đối tượng đang được điều chỉnh. Tuy nhiên cái phép chỉnh này thì nó dẫn tới là đối tượng chúng ta có thể méo, nó không giữ được tỷ lệ. Và do đó nếu như chúng ta muốn co kéo, thay đổi kích thước, thay đổi tỷ lệ của đối tượng mà vẫn duy trì cái tỷ lệ gốc của hai cạnh thì chúng ta sẽ nhấn giữ phím Shift. Khi chúng ta nhấn giữ phím Shift thì nó co kéo, thay đổi tỷ lệ của đối tượng nhưng nó sẽ duy trì cái tỷ lệ giữa chiều rộng và chiều ngang của đối tượng. Đấy là thao tác đầu tiên mà chúng ta giới thiệu là thao tác Scale. Trường hợp thứ hai là chúng ta làm việc với Rotate. Khi chúng ta nhấn Rotate thì ngoài những cái tay nắm điều khiển này ra thì chúng ta sẽ thấy xuất hiện thêm một cái tâm quay, nó sẽ nằm ở giữa. Cái này là nó tự tính cho đối tượng và nó tự xuất hiện, chúng ta sẽ không phải tính toán gì về vấn đề này cả. Với khi tâm quay xuất hiện thì chúng ta đưa trỏ chuột vào đây, các bạn sẽ thấy là đặt ở bất kỳ vị trí nào nó cũng là một cái mũi tên hai đầu cong cong, và chúng ta nhấp chuột, chúng ta có thể quay cái đối tượng theo cái góc mà chúng ta mong muốn. Các bạn có thể quay thủ công hoặc là các bạn có thể để ý cái góc phía trên này. Trên trường Option thì nó có một cái góc, nếu mà chọn vào thì các bạn nhìn thấy chữ Rotate nó hiện lên và chúng ta cũng sẽ biết là chúng ta đang quay cái đối tượng đi một góc bao nhiêu. Các bạn có thể quay một cách thủ công hoặc các bạn có thể sau khi mà xuất hiện cái tầm quay, các bạn có thể nhập một cái tham số vào đây. Và khi các bạn nhập tham số vào thì cái đối tượng của chúng ta nó sẽ quay đúng cái góc được quy định đó.
Sau khi làm xong, nhấn Enter xác nhận thì đối tượng của chúng ta nó sẽ quay theo cái góc mới. Tuy nhiên đến đấy thì chưa phải là hết vấn đề, mà chúng ta còn có một cái thao tác nữa có thể làm. Đó là khi cái tâm quay này xuất hiện, thì mặc dù chúng ta không cần phải tính toán gì về cái tâm quay, việc nó xuất hiện ở đâu là do tự chương trình tính toán và đặt cái tâm quay cho chúng ta. Tuy nhiên tâm quay này là các bạn có thể bấm vào và các bạn dịch chuyển nó sang vị trí mới. Khi tâm quay đặt ở một vị trí mới thì cái đối tượng của chúng ta nó sẽ quay theo cái tâm vừa được thiết lập. Và cái tâm này thì không nhất thiết là phải nằm ở trong đối tượng, mà nó có thể nằm ở phía ngoài đối tượng cũng được. Cứ thiết lập ở đâu thì đối tượng của chúng ta sẽ quay theo cái tâm ở đó. Kết thúc thao tác quay, các bạn nhấn Enter xác nhận thì nó sẽ thiết lập cái góc mới cho cái đối tượng đang được điều chỉnh của chúng ta. Trường hợp lệnh thứ ba, skill. Với lệnh skill này thì cũng vẫn là cái bounding box, cái hộp điều khiển hiện ra. Tuy nhiên là khi chúng ta đưa chuột vào gần các cái tay nắm điều khiển thì nó sẽ hiện thành mũi tên hai chiều thẳng, và bằng cách là nhấp giữ chuột và các bạn co kéo theo cái chiều của bạn muốn thì các bạn có thể xô nghiêng, kéo xiên cái đối tượng của chúng ta cho tới khi nào các bạn cảm thấy hài lòng với cái độ biến dạng của nó. Nhấn Enter để xác nhận cái thao tác là kéo xiên đối tượng. Trường hợp tiếp theo nữa, chúng ta có lệnh có tên là distort. Distort thì nó giúp cho chúng ta làm cái thao tác là điều chỉnh cho đối tượng, nhưng đồng thời cũng làm biến dạng đối tượng. Bình thường ra thì những cái thao tác điều chỉnh của chúng ta nó sẽ tuân thủ theo một cái tương tác nhất định nào đó, hoặc là nới, hoặc là giảm chiều cao hoặc chiều rộng, hoặc là co kéo cả hai chiều, hoặc là kéo xiên, hoặc là quay. Nhưng mà về cơ bản nó sẽ vẫn giữ tương đối giống cái hình dáng gốc của đối tượng. Tuy nhiên với thao tác distort thì chúng ta có thể điều chỉnh một cách phá cách, và nó có thể là vặn vẹo cái đối tượng của chúng ta, nó không tuân thủ theo các cái quy định gốc, hình hài gốc nữa. Ví dụ như tôi có thể bấm vào một cái điểm điều khiển và tôi kéo cho nó méo biến dạng như thế này, hoặc nếu mà phức tạp hơn nữa tôi có thể là vặn cho nó đan chéo như thế này chẳng hạn. Các bạn sẽ thấy rằng là hình hài của chúng ta nó hoàn toàn biến dạng, nó không còn giống như là cái hình gốc nữa. Tức là chúng ta phá hoàn toàn cái cấu trúc, chúng ta làm cho nó méo mó dị dạng đi. Đấy là distort. Trường hợp tiếp theo nữa, đó là perspective. Ok, bây giờ chúng ta quay trở lại một chút các cái thao tác gốc lúc đầu để lấy cái hình gốc nha. Bây giờ chúng ta nói tới perspective. Perspective thì nó giúp chúng ta làm cái gì? Perspective nó giúp chúng ta là khi kéo một cái điểm điều khiển nào đó thì nó tương tác với những cái điểm điều khiển còn lại ở cái góc đối diện. Nó sẽ giúp cho chúng ta tạo ra một cái biến dạng mà có tính chất phối cảnh, có chiều sâu. Có nghĩa là những cái gì mà gần chúng ta thì to, những cái gì mà xa chúng ta thì nhỏ, và nó tuân thủ theo các quy luật thị giác, nó tuân thủ theo các quy luật gọi là phối cảnh. Khi mà biến dạng thì bao giờ nó cũng biến dạng theo cái đường song song hút về phía chân trời, có điểm tụ và làm cho cái hình của chúng ta nó giống như là đang được nhìn ở trong một cái tuyến không gian có chiều sâu. Các bạn có thể kéo cả cái góc như thế này đó, như thế này, đều là những cái biến dạng tương tác có tính chất gọi là phối cạnh có chiều sâu cả. Sau khi mà điều chỉnh đạt được cái góc độ biến dạng các bạn hài lòng rồi, các bạn sẽ nhấn Enter để xác nhận cái thao tác điều chỉnh rồi. Một thao tác nữa chúng ta có thể làm ở trong lệnh transform, đó là lệnh wrap. Lệnh này thì nó cung cấp cho chúng ta một cái hệ lưới phủ lên bên trên cái đối tượng, và bằng cách là kéo và điều chỉnh các cái mắt lưới, các cái tay đòn điều khiển ở trên mắt lưới này, thì chúng ta có thể là làm cho cái lưới này nó biến dạng, và lưới phủ lên trên đối tượng biến dạng đến đâu thì đối tượng bên dưới nó cũng sẽ bị kéo làm biến dạng theo đến đó. Ví dụ tôi đưa trỏ chuột vào và tôi bấm vào một cái điểm điều khiển ở trên mắt lưới, khi mà tôi kéo thì tôi sẽ làm cái lưới này nó vặn vẹo và nó biến dạng đi, và khi cái lưới của tôi biến dạng đi thì cái hình của tôi nó cũng sẽ làm sao đây ạ, biến dạng theo.
đây là một cái cách biến dạng mà chúng ta làm rất là chủ động và nó có cái tính chất gọi là tự mình điều chỉnh. Nó không tuân theo những cái quy tắc rất là cơ bản cũ nữa, hoặc là ngang hoặc là dọc. Bây giờ chúng ta có thể là co kéo nó một cách đa dạng hơn, đấy, tùy biến cao hơn, ví dụ như thế này. Và cái hình của chúng ta nó sẽ méo theo một cách gọi là rất là ngẫu hứng, nó không còn phải tuân thủ theo bất cứ một cái quy tắc hoặc ngang hoặc dọc hoặc chéo cũ nào nữa. Cái đấy là dạng biến dạng theo kiểu warp. Thế còn mấy cái ở bên dưới này thì tương đối đơn giản rồi. Nhìn một cái là chúng ta có thể hình dung ra: quay 180 độ, quay 90 độ ngược chiều kim đồng hồ, quay 90 độ xuôi chiều kim đồng hồ, lật chéo ngang, lật theo chiều dọc. Chắc là cái phần này thì tôi sẽ không cần phải nói với các bạn nữa. Tuy nhiên thì có một phần mà chúng ta sẽ cần phải lưu ý, đó là phía trên cùng của cái nhóm lệnh này, trước khi mà vào các cái lệnh như scale hoặc rotate hay skew vân vân, thì các bạn sẽ nhìn thấy có một cái lệnh là lệnh again. Lệnh này là cái lệnh lặp lại cái thao tác transform mà chúng ta vừa mới làm thêm một lần nữa với các tham số giống hệt như là cái điều chỉnh ban đầu của chúng ta. Đó là ví dụ như sau. Bây giờ chúng ta lại quay trả về đối tượng gốc ban đầu như thế này. Bây giờ tôi thử một cái lệnh ví dụ như là lệnh transform, ví dụ là scale chẳng tỷ lệ chẳng hạn. Bây giờ tôi thu cái thằng này xuống khoảng thằng này chẳng hạn, nó sẽ thu lại khoảng bao nhiêu phần trăm đó so với cái hình gốc ban đầu. Nếu như tôi lại vào Edit, lại vào Transform, tôi nhấn Again hoặc Shift Ctrl T một lần nữa, thì cái đối tượng này sẽ được co lại đúng bấy nhiêu phần trăm thêm một lần nữa. Đấy, các bạn sẽ thấy rằng cứ mỗi lần chúng ta nhấn phím tắt hoặc là chúng ta nhấn lệnh đó thì nó cứ tuân thủ theo cái tỷ lệ đã được thao tác trước đó và nó lặp lại, mà chúng ta không cần tự tay mình co kéo thêm nữa. Không phải là cái lệnh nào nó cũng cho phép chúng ta again. Ví dụ như là đối với các cái lệnh như là scale này, rotate, skew vân vân thì có thể, nhưng mà ví dụ như lệnh warp này thì nó là một lệnh tương đối đặc biệt. Thì bạn sẽ thấy rằng là cái lệnh again này, khi mà chúng ta sử dụng cái lệnh warp này thì nó sẽ không có again, tại vì cái tham số mà chúng ta co kéo ở trên các cái mắt lưới điều khiển đó, nó không thể nào mà nhắc lại được một cách giống như là những cái thao tác cũ. Thao tác cũ nó phải tính toán được là lật bao nhiêu độ, xoay bao nhiêu độ vân vân, thu lại tỷ lệ bao nhiêu phần trăm, cái đó thì nó tương đối rõ ràng. Nhưng riêng cái biến dạng theo lưới thì cái đó nó sẽ không giải quyết được. Đấy, tại vì cái thao tác đó là thao tác rất là thủ công và cực kỳ khó tính toán để lặp lại nó như thế nào. Thế thì những cái phía trên này thì hoàn toàn có thể lặp lại, nhưng riêng grab này thì không. Rồi các lệnh này thì được nhá. Trong tất cả các lệnh này thì trừ cái lệnh này thì không thể nào again được. Thế các bạn lưu ý giúp tôi cái đó. Và có thêm một cái phần này nữa mà các bạn cũng lưu ý giúp tôi, đó là khi mà chúng ta chọn lệnh transform thì một số các lệnh như thế này, thì các bạn cũng lưu ý là bình thường ra chúng ta bấm vào cái tay nắm điều khiển nào thì chúng ta sẽ kéo theo cái chiều đó để chúng ta tác động tới đối tượng. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta nhấn an trong cái quá trình mà co kéo thì chúng ta sẽ nhận được một cái thao tác tương tác, có nghĩa là ví dụ như mà tôi nới cái chiều rộng của một bên đối tượng, bình thường nếu mà tôi kéo cái tay bên phải chẳng hạn thì tôi sẽ nới rộng cái đối tượng hoặc thu hẹp đối tượng ở phía bên phải. Đấy, còn phía cạnh bên trái thì nó đứng im. Nhưng nếu trong trường hợp mà tôi lúc kéo mà tôi lại nhấn giữ thêm phím an thì nó sẽ tạo ra một cái thao tác tương tác, có nghĩa là tôi kéo cái tay bên phải rộng ra bao nhiêu thì tay bên trái cũng sẽ được kéo rộng ra bấy nhiêu theo chiều ngược lại. Còn nếu tôi thu lại tay bên phải bao nhiêu thì tay bên trái cũng thu lại theo chiều ngược lại bấy nhiêu. Đấy, thì lúc này nó sẽ có cái thao tác tương tác. Ví dụ trên đỉnh cũng thế này, tôi kéo đỉnh lên thì đáy nó cũng hạ xuống bấy nhiêu, tôi hạ đỉnh xuống bao nhiêu thì cái đáy cũng thu ngược lại lên trên bấy nhiêu. Thế còn ở góc chẳng hạn, thì tôi kéo một góc thì tất cả các góc đều sẽ tương tác, đều co duỗi theo một tỷ lệ giống nhau, co duỗi từ tâm ra. Đấy,
thì chúng ta có thêm một cái thao tác cần phải ghi nhớ khi mà chúng ta nhấn phím A trong lúc mà transform. Thế còn ngoài cái nhóm lệnh transform thông thường mà nó chia ra rất là nhiều các cái lệnh nhỏ cụ thể, thì chúng ta còn có một cái lệnh nó cũng giống như thế nhưng nó mang tính tổng hợp và chúng ta sẽ tùy biến bằng phím, đó là lệnh free transform. Lệnh free transform thì phím tắt của nó là Ctrl T, và khi chúng ta nhấn Ctrl T thì nó cũng sẽ hiện lên cái hộp Unibox, cái hộp điều khiển của đối tượng. Nó giúp cho chúng ta có thể lặp lại các cái thao tác vừa rồi nhưng mà trên một lượt thôi, có nghĩa là nó không tách ra. Ví dụ như là tôi có thể co kéo này, góc này, cao thấp này, rộng hẹp này, đúng không? Quay này. Nếu kéo xiên thì chúng ta có thể nhấn gì đây ạ? Nhấn phím Ctrl, tôi có thể bấm vào điểm giữa này, tôi kéo xiên này. Nếu Ctrl ở góc này thì tôi có thể là làm sao đây ạ? Vặn theo kiểu distort này. Đấy, nếu mà tôi nhấn giữ gì đây ạ? Nhấn giữ Ctrl Ctrl đấy, thì tôi có thể là kéo xuyên theo cái, bất cứ cái hướng nào tôi muốn này. Thế còn nếu mà theo kiểu perspective đây, Ctrl Shift Alt nhé. Ctrl Shift Alt thì tôi có thể là co kéo perspective đấy, biến dạng phối cảnh đấy, vân vân. Thì những cái này thì nó giúp chúng ta rất tiện, tức là chỉ với một phím tắt Ctrl T thôi, còn muốn áp nó vào trong một cái trường hợp cụ thể nào đó thì chúng ta nhấn thêm các cái phím hỗ trợ để chúng ta chọn cái thao tác cho nó, thì nó không bắt buộc chúng ta là phải sổ danh sách ra lựa chọn lọ mọ là phím nào nữa, mà muốn làm cái gì thì làm luôn cái đấy, thì nó sẽ giúp chúng ta giải quyết mọi chuyện trực quan hơn. Thì hầu như tất cả mọi lệnh chúng ta đều có thể thực hiện được bằng cái lệnh Ctrl T này. Tuy nhiên có mấy cái, ví dụ như là lật trái, lật phải, lật trên, lật dưới, rồi quay một góc độ bao nhiêu đó, thì chúng ta sẽ cần phải có sự hỗ trợ của cái thanh option phía trên. Đấy, thì nó mới có thể là giúp chúng ta xoay chiếc các thứ chính xác được bao nhiêu. Đấy, còn quay một cách thông thường thì đương nhiên là quay được nhanh thôi, nhưng mà nó không không có được sự chính xác. Ví dụ như bảo quay 90 độ, quay 90 độ xuôi chiều kim đồng hồ, ngược chiều kim đồng hồ, 180 độ hay 270 độ hay một cái góc độ cụ thể bao nhiêu, thì chúng ta cũng cần phải sự hỗ trợ đó thì chúng ta mới làm chính xác được. Thế còn riêng cái lệnh Ctrl T thì nó không giúp cho chúng ta hiện lên cái lưới, mà muốn làm lưới thì các bạn nhìn lên trên này đấy, nhấn Ctrl T thì các bạn vẫn phải bấm vào trong cái phần wrap mode này thì các bạn mới có thể gọi nó để các bạn cung cấp cái lưới để các bạn làm biến dạng theo lưới. Thế đấy là lệnh transform. Đấy, tương đối là đơn giản nhưng mà nó cung cấp cho chúng ta một số các cái lệnh mà nhiều hơn, kỹ hơn so với lại chỉ cái lệnh lật trái, lật phải hay là quay 90 độ, ngược chiều kim đồng hồ, xuôi chiều kim đồng hồ gì đó, hoặc là cái buổi đầu tiên mà chúng ta đã trao đổi. Đấy, thì hôm nay chúng ta sẽ trao đổi kỹ hơn là hết cái nhóm lệnh transform. Các bạn có vài phút để thực hành thử vấp chỗ nào vướng chỗ nào chúng ta trao đổi nốt, sau đó thì chúng ta sẽ sang một cái thứ mà nó sẽ đặc biệt hơn, đó là cái thao tác co duỗi thế nhưng mà không làm biến dạng một phần nào đó trong bức ảnh.